Trung xin chào tất cả anh em nhé. Trung lại lên thêm một cái video đồ chế nhé anh em. Cũng trên cái con xe cuốc ngày hôm qua Trung đăng cái đoạn demo đấy. Hôm nay tháo ra xong rồi này. Một cái con bơm của thằng Daewoo. Tháo lên con xe cuốc 07 bơm thì được tháp rồi nhé này. Nó không phải chính xác là của con Komatsu đâu. Bơm này là bơm Daewoo nhé. Nó là KV đấy. Dơ dơ bẩn bẩn một tí, trên xe thấy vẫn còn chạy. Anh em thợ có ngay việc ứng dụng, tận dụng vào được cái việc gì đấy thì Trung xoay cái điện thoại lại cho nó ngang anh em dễ nhìn nhé. Đây này, trọng lượng 161 kg, có cân rồi nhé anh em. Về nhà là mình lên cân điện tử mình cân hết. Đấy, rồi Chung quay một vòng như vậy để anh em xem. Nó là K3V112 đấy nè. Anh em xem có đúng nhu cầu sử dụng lắp chế gì đấy thì cứ đến xem nhé. Cái mấy cái món thủy lực đặc biệt này thì bán thì rất là cần anh em thợ đến xem trực tiếp, bán thợ chắc cú hơn. Mình là dân giả không phải là thợ nhé, nên anh em thợ có ngay việc thì cứ đến xem, có thể mở ra kiểm tra ruột gan gì đấy tùy ý. Anh em cần xem xét cái gì bên trong đó thì cứ đến mà xem. Chung thì chỉ quay cái video bên ngoài như vậy thôi, cũng không có dám mở đến sâu bên trong. Anh em xem đúng nhu cầu sử dụng chế cháo chế lắp vào được cái con xe nào thì cứ liên hệ nhé. Món hàng sẵn tại nhà, đang sẵn sàng tại nhà, anh em có thể đến xem bất cứ lúc nào cũng được. Rồi, Chung kết thúc video. Anh em có quan tâm, có thắc mắc, có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp vào số điện thoại Chung nhé. Và địa chỉ của Chung thì ở Vĩnh Công, Châu Thành, Long An nhé anh em.